Liên quan đến vụ việc cháy chợ gạo tại Hưng Yên gây thiệt hại lớn nhưng gần 8 tháng vẫn chưa công bố kết luận cuối cùng. Ngày hôm nay 15 tháng 3, Công an thành phố Hưng Yên đã có buổi làm việc với phóng viên VTC14 và cung cấp thông tin cụ thể. Trao đổi với phóng viên VTC14, đại diện Công an thành phố Hưng Yên cho biết, vụ cháy chợ gạo xảy ra vào ngày 25 tháng 7 năm 2018. Sau khi triển khai công tác chữa cháy, bảo vệ hiện trường, đơn vị này đã phối hợp với Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Quá trình điều tra xác định cháy là do chập điện. Điểm phát cháy từ nhà kho của công ty cổ phần bao bì nhựa Bắc Á, một thành viên thuộc công ty nhựa Hưng Yên. Sau đó cháy lan ra khu vực bách hóa và thực phẩm của chợ gạo. Các cái văn bản về chính thức thì chúng tôi đã thông báo đến các công ty rồi. Và thực ra thông báo kể cả bằng miệng, có các cơ quan ban ngành, kể cả là chính quyền địa phương cũng đã thông báo rồi. Thứ nhất là còn về cái văn bản để kết quả của cái xác định cái vụ cháy này thì hiện tại trong đang giai đoạn xác minh thì chúng tôi chưa kết thúc xác minh, cho nên chưa có thông báo chính thức bằng văn bản đến các công ty và các hộ tiểu thương. Nhưng mà cái khó khăn nhất để mà cơ quan điều tra chưa kết thúc xác minh được là cái định giá tài sản liên quan đến công ty chợ, công ty xây dựng thủ đô và các hộ tiểu thương. Vì những chậm trễ vướng mắc trên nên đến thời điểm này, chủ đầu tư chợ gạo, hàng trăm tiểu thương và công ty nhựa Hưng Yên đều đang gặp không ít khó khăn để duy trì hoạt động hay yêu cầu bồi thường bảo hiểm cháy nổ. Các cơ quan chức năng điều tra thì cũng chỉ là nói với nhau bên ngoài thôi, chứ còn thì có cái văn bản cụ thể để chúng tôi xử lý vấn đề này thì nói thật với anh là chưa có cái văn bản nào cả. Tất cả với nhau chỉ nói với nhau, bà con nói, rồi ban quản lý chợ nói, rồi những người nọ người kia nói thôi. Còn các anh công an thì cũng có đến là cũng có thông báo là có một cái thông tin như thế thì chúng tôi ghi nhận thôi. Hiện nay toàn bộ chợ là chúng tôi có mua bảo hiểm. Thế do vậy và nếu có kết luận thì chúng tôi bên bảo hiểm sẽ bồi thường cho chúng tôi. Thế và đồng thời là bên cháy sẽ có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm và các hộ dân kinh doanh. Thì chúng tôi đề nghị tha thiết là đề nghị thành phố sớm có cái kết luận để chúng tôi xây dựng lại chợ cho bà con và sinh hoạt. Thời điểm công bố kết luận xác minh cuối cùng vẫn đang bị bỏ ngỏ. Trong khi đó, hạn sử dụng chợ tạm sắp hết. Những nguy cơ cháy nổ, mất an toàn giao thông vẫn luôn rình rập các tiểu thương khi buôn bán tại khu vực chợ tạm này.